Đây chạy đây nè, rồi mình bắt qua đây là dưới cái phà. Dạ. Cái này là ngay cổng chùa luôn mà. Ờ. Rồi này nó ê đi nguyên một về luôn rồi. Vậy là cái này chắc dở cổng luôn á. Giờ vô hả chú? À. Ở đây là chiếc cổng chùa Thiền Quang của chú anh chị. Ngày hôm qua thì nghe được chú Huy này nói là hôm qua còn đi được, nhưng mà hôm nay là nó sụt hoàn toàn xuống dưới luôn rồi, nên là khó có đi thể đi được. Bây giờ phải đi qua bên kia là phải đi vòng ngược trở lại. Thì ở đây là nó sụp, nó lún ở dưới nền cát không à. Bây giờ thì đang mưa, thì cái thằng của cua này là bây giờ ở dưới sông thì thấy nước chảy rất là xoáy. Ở đây đang đổ hơi động nè, mình dù là ở dưới là đã có cái kè làm sẵn rồi đó, nhưng mà nó cũng không thể nào ngăn được cái việc sụp lún này. Đây cô chú thấy nó lún xuống luôn 3 mét luôn á. Ở dưới nền cát nữa, bây giờ gió nước nó xoáy rồi bắt đầu là nó sụp luôn, ở dưới là có kè hết luôn. Ở đây có mấy anh ở bên xã cũng như ở huyện, anh hỗ trợ ở bên chùa Thiền Quang mình dọn dẹp một số phần cái cổng rào ở trước này. Như đây là cái phần xà bằng ở dưới đưa lên rồi của chú anh chị, được cắt lên lên nè. Bây giờ phải đục nó sụp lún luôn, giờ phải đục nguyên tảng này ra để là nó sụp lún cái này rồi. Cắt luôn nè mới tin luôn nè. Được biết thì dài chút đằng kia nó cũng đã nó có sụp nữa, nó lún mất đất khá là nhiều. Hay là chiếc cổng mà chùa Thiền Quang nè, hôm trước xe mình đi được nhưng mà hôm nay nó đã sụp hoàn toàn như nó xong luôn rồi. Giờ đi vòng qua bên cái chùa rồi mà giờ nó sụp lở rồi, đang đứng đây đang hơi đi vòng qua đường kia nè. Chắc khoảng nửa tiếng nữa quá, nghe chú nói là khoảng 3 cây vậy đó, mà giờ đang lở cho vòng đường ngoài. Không vậy gì nấu cơm đi từ từ ăn. Đang ngó đây mấy chú đang cắt rồi nè. Ngay cổng chùa luôn. Đây nhìn kỹ lại ha, của chú anh chị ha, nó sập xuống cỡ khoảng 200 mét á, khá là sâu xuống. Tại cái chân chỗ này là cái chân chủ cái ngã ba luôn nè. Tôi thấy nó sập xuống cỡ khoảng 3 mét á. Ở đây thì lỗ tan thì ở lỗ nhựa cũng mới đổ mà cũng còn khá là mới luôn á. Thì hiện tại bây giờ cũng là mưa lâm râm nè. Đây có cái chú này đang thả lưới nè. Trời mưa thả lưới nè. Thì ngày hôm nay tôi xuống đây thì cũng mưa khá là nhiều. Tình cờ ngang đây thì chia sẻ thêm cho cô chú chị mình xem. Cổng chùa thì được biết thì đi ra phía ngoài cũng khá là xa, nhưng mà bây giờ là sát luôn rồi. Bây giờ thì mấy anh này đang hỗ trợ cắt cái rào này đặng mà cho bà con cũng như là bên người trong chùa thì có thể là đi qua lại. Để bây giờ là mặt trước này không thể nào mà đi được, không bây giờ muốn đi là đi vòng ở trong rồi. Cái này mà nói từng mảng cho ngập sớt nha. Đứng từng mảng và mảng hết trơn. Này cát không à. Ở dưới là đã có cái kè trước rồi đó, nhưng mà nó vẫn không giữ được đất. Mấy ảnh đang cắt. Thì ở đây thì mình đi ngược lại đang chỗ cái cầu này là cái cầu ông Hưng luôn gì á. Bên này cái cạnh của chùa. Bây giờ thì cũng cố gắng cái biển là cấm đi rồi của chú anh chị, tại vì bây giờ cũng không có đi được nữa. Bây giờ Tùng sẽ đi di chuyển chạy ngược ra bên ngoài cho cô chú anh chị xem nè. Đây là cái cảnh mà ngay trang chủ ở đây là ngã ba luôn ha. Ở đây là nó sập luôn cái cây bần xuống dưới mé sông luôn nè, trước nè. Ở trước thì nó gãy nguyên một mảng rồi. Ở đây thì cái tượng mọi thấy không? Trời khá là
tối mưa nữa. Ở đây thì lộ này được 2,5 tấn nè. Và bông hưng đó. Đường này chắc cũng khó là đi. Đây là của chú anh chị ha, này là đi qua bên cái cây cầu Gạch Đông Hưng. Bây giờ ở đây người ta cũng đã đổ đá rồi nên đi tạm nè. Thì được biết cái trang chỗ này là được hỏi của chú ở đây thì nó lỡ cũng gần cả năm rồi, trâu nguyên một cái cây dừa xuống luôn. Nó nguyên cái khu này là bây giờ là nó sụp thẳng xuống, cho đất khá là nhiều. Bây giờ nhà nước đang làm cái kè này nè. Thì đây là cái khu này là cái khu cái đường nè, đi thẳng qua đằng trước cái cây bận của chú anh chị nó như tùng dung của chú anh chị xem nè, lộ đường thẳng nhưng bây giờ nó đã đứt luôn một khúc, một đoạn mới rồi. Đây là nhà nước kè nè, nhưng mà còn không biết là nó có trụ được hay không. Thì ở dưới trồng khá là nhiều bần dài luôn. Được biết thì ở dưới này á, thì nếu mà nước rộng cũng đã đi xuống dưới bến này cũng khá là sâu. Đây thì hôm nay trời chuyển mưa đang mịt luôn. Đi khá là sâu. Vậy bây giờ là cái bờ mương với mép nhà là nó gần sát với nhau rồi. Đó. Ở đây là bây giờ nơi này là mới là của chú chị. Nó sụp thẳng xuống luôn nguyên một mảng lớn. Đó. Đây bên xã Mỹ Đức Đông của chú anh chị. Hiện tại bây giờ ở đây mình biết thì nó cũng được khoảng 10 ngày rồi. Bây giờ ở đây em cũng cập nhật tình hình cho của chú anh chị xem nè. Thì cũng không biết là bên nhà nước mình sẽ xử lý cái đoạn này ra làm sao. Lộ này được biết cũng cỡ khoảng 4 mét đó của chú anh chị. Chứ cũng không có nhỏ đâu. Đứt hẳn luôn nè, nguyên cái đoạn này luôn nè. Thì bây giờ xe cộ đâu có lưu thông được đường này đâu. Chỉ là lợi bộ thôi, lợi bộ qua thôi. Cái này là mới luôn á. Còn ở bên chùa thì cũng được khoảng 4 hôm cho người dân đi. Tại vì ban đêm khi không để ý là nguy hiểm, chạy tùng xong luôn. Đây cô chú anh chị thấy nha, nước chảy khá là sảy luôn. Là hoàng tư. Đây thì cái này chắc cũng nghĩ là cũng mất một khoảng thời gian cũng khá là lâu mình mới có thể là khắc phục được cái này. Đây cái cây bần này, bây giờ phải đi ra tuốt ở ngoài luôn vậy đó. Mất cũng khoảng 20-30 mét đất. Ở đây thì bây giờ làm cái đường tạm đi nè. Bây giờ nhìn mình nay mình nhìn thẳng vào mấy lộ nãy. Thì video hôm nay thì cũng xin kết thúc đây cô chú anh chị ơi. Thì có dịp tiếp thì Tùng sẽ chia sẻ thêm về cái tình hình sạt lở ở đây bên chùa Thiền Quang cho cô chú anh chị xem ha. Đây thì bây giờ là nó lở như thế này ha. Giờ nó mất hết phần phân nữa rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.